Với khoảng 8.500 công nhân đang làm việc tại 8 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp cụm công nghiệp xấp xỉ đạt 2.000 tỷ đồng một năm, chiếm 12% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Mặc dù là lực lượng chính trong sản xuất kinh doanh, song thì đa số công nhân ở các khu công nghiệp hiện nay vẫn đang phải làm việc và sống trong môi trường và điều kiện hết sức khó khăn. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa và tinh thần của công nhân. Thế nhưng lâu nay, vấn đề này vẫn chưa được các doanh nghiệp mấy quan tâm. Tan tầm, hàng trăm nữ công nhân công ty Matrix, khu công nghiệp Bắc Vinh hối hả trở về nhà với dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều giờ liền làm việc. Chị Đào Thị Hiền, quê ở Lam Sơn, Đô Lương, mặc dù đã làm việc và sinh sống ở Vinh suốt 4 năm qua, thế nhưng việc đọc sách báo hay xem phim ảnh, chơi thể thao là những thú vui chưa bao giờ chị biết đến. Em đi làm về đắng cả 10 tiếng thì mệt mỏi nên không cũng có thời gian xem TV nên thì lại ngủ lại lại thực mái làm. Không phải chị Hiền và nhiều công nhân ở các khu công nghiệp trong tỉnh không thích xem phim ảnh hay chơi thể thao, mà họ không có thời gian dành cho các hoạt động giải trí. Trong nhiều áp lực đối với người lao động, đa số công nhân cho rằng tình trạng phải làm thêm giờ, thêm ca là nguyên nhân khiến công nhân không có thời gian tham gia các hoạt động giải trí, chơi thể thao hay thư giãn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường chỉ quan tâm tới lợi nhuận, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ít muốn dành thời gian cho các hoạt động ngoài sản xuất. Điều này trái với luật lao động và luật công đoàn. Doanh nghiệp là phải có văn hóa doanh nghiệp. Trong cái văn hóa doanh nghiệp đó thì trước hết là mình phải tạo được cái niềm tin cho công nhân bằng những cái việc làm thực chất. Nhà ở công ty hỗ trợ cho mỗi người là 160.000, tiền chuyến căn và sáng xe là khoảng 450.000. Riêng bữa ăn trưa và nếu có thể là tối nữa thì công ty cũng tài trợ của anh cho. Nhằm rút ngắn và xóa dần những khoảng trống văn hóa của công nhân, một số doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm như công ty cổ phần may Minh Anh, Kim Liên, nhà máy thức ăn gia súc cao cấp Con Heo Vàng đã chú trọng hơn đến đời sống tinh thần cho công nhân bằng nhiều hình thức như hỗ trợ, như xây nhà lưu trú, bếp ăn tập thể, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, xây dựng sân chơi, tủ sách, thư viện, đáp ứng nhu cầu giải trí cho công nhân sau giờ làm việc. Sau giờ làm việc tại nhà máy Con Heo Vàng Nghệ An là người tổ chức nội dung là về bóng bàn, bóng chuyền, sống tinh thần cho anh em. Hàng năm thì nhà máy thì có tổ chức nhiều và các anh em được nghỉ đi du lịch. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân còn rất ít. Hơn nữa, đời sống công nhân còn rất chật vật nên càng có ít cơ hội giao lưu văn hóa, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh. Hiện trên 90% số công nhân trong các khu công nghiệp phải tự tìm kiếm chỗ ở, sống tạm bợ trong các khu nhà trọ chật chội, giá rẻ. Rõ ràng, tình trạng này đã kéo theo đời sống tinh thần của công nhân, nhất là lao động ở xa, vốn thiếu thốn, lại càng khó được cải thiện hơn. Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cấp các ngành đã có chỉ đạo cho các doanh nghiệp, nhưng mà thực tế thì việc đó thực hiện đang còn mức độ. Trong thời gian sắp tới thì ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã cùng với các sở ban ngành là sẽ có cái chỉ đạo sát hơn và đẩy như vậy là xây dựng được các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là xây dựng cái phong trào của công đoàn trong các cái doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Các khu công nghiệp vẫn đang tiếp tục mọc lên, thu hút ngày càng nhiều lực lượng lao động trẻ. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, thì đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân cũng hết sức quan trọng, cần được doanh nghiệp, các cấp ngành, chính quyền và công đoàn quan tâm quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.